tên lửa Nga phục kích, tiêu diệt đoàn xe chở lựu pháo Mỹ ở Ukraine. Ukraine công bố video, nhiệm vụ cảm tử ở nhà máy Asukho. Thiếu tá của đội Nga trộm nhiên liệu động cơ phản lực. Trung Quốc tuần tra quanh Đài Loan nhằm phản ứng Mỹ. Hấp phẩm lo Âu sống theo dự án đường sắt nhổn ga Hà Nội. Đào tạo gần 400 nhân viên vận hành metro số 1. Có tâm, gần 30.000 cây sâm ngọc linh bị thối cũ, nhiễm bệnh. Chỉ 8,7% công nhân ở Bình Dương có mức thu nhập trên 10 triệu đồng một tháng. Hoàng Nguyên xin kính chào quý vị và các bạn đến với điểm tin tối ngày 1 tháng 6 của DKN News. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Tên lửa Nga phục kích, tiêu diệt đoàn xe chở lựu pháo Mỹ ở Ukraine. Theo một đoạn video được cung cấp bởi Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tập kích tên lửa nhằm vào đoàn xe chở các lựu pháo được cho là do Mỹ viện trợ cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Máy bay trinh sát của Nga đã theo sát đoàn xe này và đã chỉ điểm cho các tên lửa của Nga đánh trúng mục tiêu. Đoạn video này đã ghi lại cảnh một tên lửa Nga tấn công vào đội hình lựu pháo của Ukraine. Tuy nhiên, tên lửa đầu tiên và có vẻ như là đã đánh trượt mục tiêu. Bị đánh động sau đòn tấn công bất ngờ, lực lượng pháo binh Ukraine đã ngay lập tức rút lui vào bìa rừng gần đó để ẩn nấu. Nhưng chỉ phút sau, hóa lực từ lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga dưới sự chỉ điểm của máy bay không người lái đã đánh trúng và đã tiêu diệt toàn bộ đơn vị lựu pháo trên. Hiện phía Ukraine cũng chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về thông tin trên. Ukraine công bố video nhiệm vụ cảm tử ở nhà máy Asoto. Thưa quý vị, vào ngày 31 tháng 5, một tài khoản mạng xã hội có liên kết với tình báo quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn video được quay từ trực thăng vận tải đa dụng MI-8 của quân đội nước này, cho thấy trực thăng di chuyển tầm thấp qua vùng nông thôn, sau đó lại dọc theo bờ biển Mariupol trước khi hạ cánh để binh sĩ dỡ vật tư. Theo tài khoản đăng tải cho biết, nhiệm vụ tiếp tế binh sĩ trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố miền nam Mariupol do lực lượng đặc nhiệm Ukraine thực hiện. Một kênh khác cũng đã đăng video nói rằng chiến dịch đặc biệt có 102 này do các chuyên gia cục tình báo bộ quốc phòng và tiểu đoàn Azov thực hiện. 16 trực thăng quân sự Mi-8 được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết đã bay tới tiếp viện cho lực lượng phòng thủ Mariupol bị người Nga bao vây trong nhà máy Azovstal. Kênh này đã cho biết. Tổng cộng có 7 nhiệm vụ như vậy. Mỗi lần, trực thăng vận chuyển thành công thực phẩm, nước uống, thuốc men và đạn cho những người bảo vệ thành phố ở cách các khu vực Urena kiểm soát hơn 100 km. Hiện chưa rõ thời điểm video này được quay. Tổng thống Udena Volodymyr Zelensky vào ngày 20 tháng 5 đã từng đề cập hoạt động tiếp tế cho binh sĩ ở Asupto. Mô tả đây là nhiệm vụ cảm tử. Các phi công trực thăng đã bay tới đó suốt nhiều tuần chưa biết 90% khả năng không thể trở lại. Hãy tưởng tượng những gì họ đã làm. Họ bay đến đó để cung cấp thức ăn, nước uống và vũ khí cho những người bảo vệ Asoto và mang đi những người bị thương. Thật không may, nhiều phi công của chúng tôi đã hy sinh, ông đã nói. Những người hôm nay biết rõ đó là nhiệm vụ khó khăn, không có hành lang trên không nào tới Asoto do Nga triển khai lưới phòng không mạnh mẽ. Tổng thống Ukraine đã cho biết, tướng Kharalo Budanov chỉ huy cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine vào ngày 26 tháng 5 cũng đã cho biết, chiến dịch tiếp tế đặc biệt do tình báo quân đội lên kế hoạch và thực hiện. Những trực thăng thực hiện nhiệm vụ thường bay theo biên đội hai chiếc, nhưng có một nhiệm vụ cần đến 4 trực thăng để xâm nhập lưới phòng không Nga triển khai quanh Mariupol. Vào ngày 21 tháng 5, quân đội Nga đã thông báo toàn bộ có 2.439 binh sĩ tiểu đoàn Azov trong nhà máy thép Azuto ở thành phố Mariupol đã đầu hàng sau hơn 80 ngày bị bao vây, trong khi Ukraine chưa xác nhận con số. Theo tá quân đội Nga trộm nhiên liệu động cơ phản lực, vào ngày 31 tháng 5, toán quân sự khu quân phía đông số 2 của quân Nga đã thông báo trên Telegram rằng thiếu tá Dmitry Malanov đã bị kết tội lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản và phải nợ phạt sau khi trộm nhiên liệu động cơ phản lực để sưởi ấm nhà mình. Theo cáo trạng cho biết, sĩ quan này đã lấy trộm nhiên liệu dành cho động cơ phản lực, trị giá là 52.917 rúp, tương đương khoảng 843 đô la Mỹ, dùng để sưởi ấm từ gia. Thiếu tá Malagop bị kết tội lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản và phải nộp 100.000 rúp, tương đương khoảng 1.600 đô la Mỹ tiền phạt. Malagop đã không bị tuyên án cao nhất đối với hành vi trên là 6 năm tù. Chưa rõ là các hành thức kỷ luật khác đối với sĩ quan này. Tòa án quân sự Ulan Ude vào hồi tháng 11 năm 2019 đã kết án một đại tá chỉ huy đơn vị liên lạc ở quân khu phía đông, lạm dụng chức vụ và gian dối sau khi ăn trộm 100 km cáp cùng với bản mạch của thiết bị mã hóa thông tin. Người này sau đó đã bán chúng cho một cơ sở tái chế. Truyền thông Nga đã đưa tin tổng thiệt hại của vụ trộm cắp lên tới là hơn 2,8 triệu rúp, tương đương khoảng 44.600 đô la Mỹ. Đại tá nói trên đã nhận tội và bị tuyên án là 3,5 tù. Trung Quốc tuần tra quanh Đài Loan nhằm phản ứng Mỹ Thưa quý vị, quân đội Trung Quốc vừa qua đã thông báo đã thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan trong những ngày gần đây nhằm để đáp trả hành động cấu kết của hòn đạo với Mỹ. Theo Reuters đã cho biết, chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc vào ngày 1 tháng 6 đã thông báo đã tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên biển và trên không quanh Đài Loan trong những ngày gần đây. Gần đây, Mỹ thường xuyên có động thái về vấn đề Đài Loan, nói một đằng là một nẻo, khởi xướng sự ủng hộ cho lực lượng đòi độc lập Đài Loan. Đều sẽ đẩy Đài Loan vào tình huống nguy hiểm, thông báo đề nêu. Thông báo không nêu cụ thể ngày của tuần tra diễn ra, nhưng Đài Loan vào ngày 30 tháng 5 đã cho biết đã triển khai chiến đấu cơ ngăn chặn 30 máy bay quân sự Trung Quốc tiếp cận vùng nhận diện phòng không IDS, đợt tiếp cận lớn nhất từ tháng 1. Động thái quân sự mới của Trung Quốc đã diễn ra giữa lúc một phái đoàn Mỹ do Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth đã có chuyến thăm đến Đài Loan. Theo CNN cho biết, chuyến thăm đã không được công bố trước và phái đoàn đến Đài Bắc vào ngày 30 tháng 5. Đến ngày 31 tháng 5, phái đoàn đã gặp nhà lãnh đạo Thanh Văn để thảo luận về an ninh khu vực, kinh tế và hợp tác thương mại cùng với những vấn đề khác. Phái đoàn đã rời đi vào ngày 1 tháng 6. Trong cuộc gặp, bà Thanh Văn đã cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang tích cực lên kế hoạch hợp tác giữa vệ binh quốc gia Mỹ và lực lượng phòng vệ Đài Loan, nhưng đã không nêu cụ thể việc hợp tác là gì. Chuyển sang phần tin trong nước, thấp thẩm lo âu sống theo dự án đường sắt nhổn ga Hà Nội. Được kỳ vọng trở thành giải pháp xanh, góp phần giảm áp lực giao thông, ô nhiễm đô thị, dự án xây dựng tuyến metro số 3, đoạn từ nhổn ga Hà Nội. Gần đây đã tiếp tục chậm tiến độ, đã khiến cho cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội dài khoảng 12,5 km và có 12 ga. Trong đó có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đi qua địa phận các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa và Hoàng Kiếm. Thành phố Hà Nội đã dự kiến sẽ khai thác thương mại đoạn tuyến trên cao dài 8 km từ nhổn đến Cầu Giấy vào nửa cuối năm 2021. Riêng đoạn đi ngầm của tuyến đường sắt này dài 4,5 km còn lại sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, mới đây, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, MRB Hà Nội đã cho biết, tiến độ tổng thể chung của dự án hiện đạt khoảng là 74,36%. Trong đó, tiến độ thi công đoạn trên cao đã đạt 95,1%, đoạn ngầm đạt 33%, do gặp một loạt vấn đề khó khăn và vướng mắt. Trong đó, có 50 tòa nhà không trong diện thu hồi đất đã bị ảnh hưởng trong quá trình thi công tuyến hồng, nhưng quá trình bồi thường cho các hộ dân chưa có tiện lệ và chưa được hướng dẫn theo quy định pháp luật. Do gặp phải những vướng mắc, đến nay có tới 9 trên 10 gói thầu cần phải ký kết các phụ lục, gia hạn thời gian thực hiện và bổ sung các chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. Chỉ cách công trường thi công dự án khoảng 2m, gia đình của bà Phạm Thị Lan, số nhà 44 phố Kim Mã đã cho rằng, Việc dự án chậm tiến độ gần 4 năm nay đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân. Sau khi công trình tiến hành thi công ở đoạn đầu ngầm nhà ga S9 Kim Mã, nhiều người đang phải sống trong cảnh bất an bởi vì, vì hầu hết nhà cửa dọc theo tuyến phố đã có hiện tượng bị xô nghiêng từ nhà đã nứt toát. Bà Lan đã chia sẻ rằng nền nhà có hiện tượng nghiêng lúng đã nhiều năm nay. Cuộc sống của người dân ở đây cũng chật vật kể từ khi có dự án chậm tiến độ. Trước kia, thu nhập gia đình của tôi chỉ trông chờ vào tiền cho thuê mặt bằng hàng tháng. Nhưng mấy năm nay cũng phải để trống rất lãng phí. Quá trình thi công đoạn đầu ngầm tại nhà ga S9 đã kéo dài đằng đẵng, chậm tiến độ đã nhiều năm nay, khiến cho nhiều người dân sinh sống tại đây rất lo lắng, không biết là phải suy sở như thế nào. Gần 4 năm nay, gia đình của ông Phan Đăng Giá, sống nhà là 451 phố Kim Mã, cũng đã phải chịu cảnh chất đóng hàng hóa tồn kho trong nhà. Tham Giá cho biết, phần dự án rào trắng đã khiến cho lòng đường vẻ hè co hẹp, cho nên hầu hết các hộ dân kinh doanh ở đây phải chịu chung cảnh ế ẩm, bỏ phí mặt bằng, đóng cửa quanh năm và không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Trong khi đó, từ ngày công trình thi công, bà Huỳnh Khánh Vân ở phường Văn Miếu cũng đã thấp thởm lo âu khi căn nhà đã liên tục bị nứt gãy nhiều mảng, trời mưa xuống thì dột nước. Vì thấy nguy hiểm quá nên gia đình của bà phải cho các cháu chuyển đi nơi khác để sinh sống hiện phía bên dự án mới hỗ trợ gia đình của bà Vân trát lại bờ sào trước cửa. Còn về chính sách đền bù, để gia đình của bà có thể sửa lại nhà ở thì chưa có thông báo gì. Tham Lê Trung Dũng, tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Ngọc Khánh cũng đã thông tin thêm. Dự án đã chậm tiến độ nhiều năm nay, nhưng các vấn đề tồn động vẫn chưa được giải quyết. Nhiều người dân trên tuyến phố cũng đã làm đơn kiến nghị, nhưng vẫn chưa được câu trả lời cụ thể. Đặc biệt là theo Dũng cho biết, Tuy dự án đã được robot khoan ngầm về 2 năm nay, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện xong. Công nhân đã phán bóng tại công trình. Cùng chung nỗi lo lắng khi dự án chậm tiến độ, ông Huỳnh Thành Đông, sinh năm 1960, số nhà ở 54A, phường Văn Miếu cũng đã cho biết. Từ khi dự án triển khai, dọc theo tuyến phố này, gần như là nhà nào cũng bị ảnh hưởng. Nhiều chuyên gia cũng đã đến đo đạc, còn phương án đền bù thì người dân vẫn chưa được thông tin cụ thể. Theo ông Đông cho biết, Đa số người dân ở đây đều có nguyện vọng, mong muốn phía bên ban quản lý dự án sớm thu xếp, trao đổi, đối thoại với người dân. Nếu có những tình trạng nhà ở bị hư hỏng nặng, gây nguy hiểm, thì phải có chính sách bồi thường kịp thời. Đào tạo gần 400 nhân viên vận hành Metro số 1 Thưa quý vị, vào sáng ngày 31 tháng 5, tư vấn chung NJBT của dự án tuyến Metro số 1, Bến Thành số Tiên và trường cao đẳng đường sắt đã ký kết hợp đồng đào tạo nhân viên cho công ty vận hành tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Bà Văn Thị Hữu Tâm, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, đơn vị sẽ vận hành metro số 1 đã cho biết, số nhân sự trên đã chiếm hơn 50% người của công ty. Ngoài ra thì đơn vị này cũng đã phối hợp với ban quản lý đường sắt đô thị cùng với các nhà thầu đào tạo, chuyển giao công nghệ bảo trì, vận hành các hệ thống thiết bị khác, dự kiến tuyển dụng thêm 200 người. Metro số 1 có 17 đoàn tàu, hiện đã nhập về toàn bộ để chuẩn bị chạy thử. Đây là tuyến tàu điện đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh sử dụng công nghệ Nhật Bản. Quá trình đào tạo, ngoài học các quy định về luật đường sắt, các học viên sẽ được chuyển giao công nghệ, chia sẻ kỹ thuật vận hành và khai thác. Trước đó vào hồi tháng 7 năm 2020, cao đẳng đường sắt hai dạng lớp đào tạo 58 học viên lái tàu cho tuyến Metro số 1, dự kiến trong 15 tháng. Tuy nhiên, việc chạy đã phải tạm dừng sau nửa năm do phụ lục hợp đồng tư vấn chung của dự án Metro chưa được ký kết. Vào cuối tháng 4 năm nay, chủ đầu tư và liên danh tư vấn ký kết phụ lục hợp đồng, quá trình đào tạo được khôi phục. Metro số 1 với tổng đầu tư là 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km từ Bến Thành, quận Nhất đến Điệp Hốt Long Bình, thành phố Thủ Đức, với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Hiện dự án đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Dự kiến tuyến tàu điện sẽ được khai thác thương mại cuối năm tới. Còn tầm, gần 30.000 cây sâm ngọc linh bị thối củ nhiễm bệnh. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, hàng chục nghìn cây sâm ngọc linh của người dân trên địa bàn huyện Tù Mơ Rồng và huyện Đắc Lây đã bị mưa đá, sương muối, gây hư hại và một số diện tích sâm đã xuất hiện sâu bệnh gây hại, khiến cho hàng nghìn cây sâm ngọc linh đã bị chết. Theo ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch huyện Tù Mơ Rồng đã cho biết, vào ngày 1 tháng 6, địa phương này đã giao cho các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân để có hướng dẫn người dân phòng tránh kịp thời. Số sâm Ngọc Linh đã bị thiệt hại chủ yếu của người dân ở các xã Mang Ri, Tê Săng, Ngọc Lây, Đắc Sao và vườn sâm giống huyện Tùm Trong đó thì hơn 29.000 cây đã bị sâu bệnh, khoảng 600 cây đã hư hại do mưa đá, tổng thiệt hại khoảng là 8 tỷ đồng. Tình trạng này cũng đã xuất hiện ở một số vườn sâm của người dân tại xã Mường Hồng và Ngọc Linh diện tích sâm của các doanh nghiệp nằm ở hai huyện này ít bị ảnh hưởng. Theo chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật cần tâm, thống kê ở các địa bàn đã cho thấy cây sâm ngọc linh từ 2 đến 3 năm tuổi vẫn sinh trưởng, phát triển bình thường và ít bệnh. Nhưng có khoảng 2.200 cây một năm tuổi đã chết trong 11.300 cây còn lại, tỷ lệ bị nhiễm bệnh chiếm tới 35 tới 40%, với triệu chứng là vàng lá, teo thắt phần thân tiếp giáp mặt đất. Từ đó, cơ quan này đã xác định cây sâm ngọc linh đã bị bệnh chết do nấm Rhizotonia solani và nấm Phytophthora. Khoảng 3 tháng qua, thì khu vực trồng sâm ngọc linh đã có mưa nhiều, thường xuyên xuất hiện sơ muối và điều kiện do các loại nấm phát triển phát triển mạnh. Để bảo vệ vườn sâm ngọc linh, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật cân tâm đã khuyến cáo người trồng cần phải vệ sinh giúp cho vườn thông thoáng, tách những cây bị bệnh ra khỏi luống và trồng vào giá thể vật thể giữ nước cho cây sinh trưởng mới có thể tránh được bệnh lây lan. Bốt sung mái che cho luồng, bón thêm mùn núi để tăng dinh dưỡng cho cây. Chỉ 8,7% công nhân ở Bình Dương có mức thu nhập trên 10 triệu đồng một tháng. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã cho biết, đơn vị đã vừa thực hiện khảo sát tình hình đời sống và những khó khăn của 2.100 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động đã thực hiện bằng việc là thu thập thông tin dưới dạng phiếu khảo sát trực tuyến sử dụng bản câu hỏi mang tính định lượng. Các thông tin được xử lý thành các biểu đồ, mô tả và được tính theo tỷ tí lệ phần trăm. Trong số lao động được khảo sát, có 77,4% người lao động có thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng, trong đó từ 5 triệu đến 7 triệu đồng một tháng là 40,5%, từ 7 triệu đến 10 triệu đồng một tháng là 36,9%. Con số còn lại là mức thu nhập dưới 5 triệu đồng một tháng là 13,9%. Chỉ số ít là 8,7% công nhân lao động có mức thu nhập trên 10 triệu đồng một tháng. Khi nhận thực tế thì thu nhập từ lương 8 giờ làm việc hàng ngày chỉ dưới là 7 triệu đồng một tháng, để có thu nhập từ 8 đến 9 triệu đồng một tháng thì người lao động phải tăng ca từ 2 đến 4 giờ mỗi ngày. Về khả năng tích lũy của người lao động có đến 42,1% công nhân không đủ trang trải, 52,5% công nhân vừa đủ trang trải chi tiêu hàng tháng. Chỉ có 5% công nhân lao động tích lũy được một phần và 0,4% công nhân lao động có tích lũy. Về tác động của dịch bệnh COVID-19, qua khảo sát đã cho thấy, đa số là công nhân lao động bị tác động nặng nề trên tất cả các mặt đời sống, nặng nề nhất là về sức khỏe. 53,6% công nhân bị giảm thu nhập, 18,5% công nhân bị mất việc làm trong thời gian dài. Có trên 90% người lao động đã cho biết khó khăn nhất hiện nay của họ chủ yếu là về thu nhập. Người lao động đã cho rằng hiện nay lương thấp, công việc thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không ổn định, dẫn đến giảm sâu về thu nhập. Số tiền làm xa thì không đủ trang trải cuộc sống, phải nuôi con nhỏ phụng dưỡng mẹ già. Trong khi giá cả các mặt hàng đã tăng cao, nhưng lương chưa tăng, dẫn đến lo lắng về mức thu nhập và chi phí như là hiện nay sẽ không dám trụ lại được ở Bình Dương mà phải trở về quê hương. Bên cạnh đó, việc giá đất ở đô thị đã tăng chóng mặt, dẫn đến việc người dân lao động không có khả năng sở hữu đất để an cư lạc nghiệp. Kết thúc quý vị, một điểm tin tố của DKN News đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.